Con thấy con người sinh ra rồi cũng phải chết đi. Nên đôi khi con thấy mọi thứ mình làm, mọi thứ mình đạt được trong cuộc sống đều không tồn tại lâu. Đều có lúc phải diệt, con thấy mọi thứ như vậy nên đôi khi con thấy cuộc đời thật trống rỗng và vô nghĩa. Con đã vô tình đánh mất đi định hướng của bản thân mình vì con cũng thấy nó vô thường quá. Con không biết mình nên sống làm cái gì, sống vì cái gì. Con thấy mình thiếu đi nhiệt tâm và cái động lực để sống, để lao động. Nếu ta không tham cầu vào những thứ bên ngoài, tiền bạc, sự nghiệp, quyền cao, xe hơi, nhà cửa, thì mình lấy gì làm định hướng cho mình? Đi tu. Đơn giản như vậy. Đi tu. Tại vì cái vấn đề của người đời đó là họ sống ở ngoài đời để họ mê đắm, họ chạy theo tiền bạc, sự nghiệp, quyền cao, chức trọng, rồi nhà cao, cửa rộng, vợ con, nói chung là hưởng dục các thứ. Cái chuyện người đời họ ở ngoài là để họ lao động và họ hưởng dục. Cái mưu cầu hạnh phúc của thế gian này đó là để mình sống trong một điều kiện thoải mái và mình có thể hưởng thụ những cái mình muốn. Nếu như quý vị không ham thích trong chuyện đó thì mình chỉ có đời sống xuất gia đi dục thôi quý vị à. Nhưng mà coi chừng cái chuyện chúng ta nhàm chán, nó nhàm chán có thời, tức là nhàm chán có cơn. Có lúc thì mình cũng chán lắm, mình chả muốn làm gì, chả muốn hưởng thụ, chả muốn cái gì hết trơn, nó trội, nó có cơn. Nhưng mà sau đó chúng ta vẫn quay trở lại với đời sống như bình thường. Cũng như không. Thứ nhất để quý vị nhớ. Các dục đem lại đau khổ. Cái chuyện chúng ta chạy theo những cái tiện nghi để thỏa mãn các dục của mình, sớm muộn nó cũng sẽ đem lại đau khổ. Bởi vì cái chuyện tìm cầu nó là đau khổ. Chuyện hưởng thụ nó đó, nó chỉ hạnh phúc thoáng qua thôi. Nhưng mà cái chuyện gìn giữ nó là đau khổ. Và sau khi nó mất, nó phải đau khổ. Đức Thế Tôn nhìn thấy cái sự khổ ở đời. Đặc biệt là mình không thể tránh được cái chuyện già, bệnh và chết. Cho nên Thế Tôn đề nghị con đường thoát khổ. Nếu như chúng ta thấy rằng cuộc đời tại gia không có gì để mình hứng thú, thì hãy thực hành con đường ly dục và tìm hạnh phúc trong con đường xuất gia. Chỉ sợ là sợ quý vị chán có cơn. Tức là lâu lâu thì mình chán, nhưng mà sau đó thì mèo nó lại quằn mèo. Thì như vậy là thua. Nhớ giùm. Định hướng của xã hội là định hướng của số đông. Bởi vì xã hội là một số đông mà. Nhưng mà nhớ giùm một chuyện, số đông không có nghĩa lúc nào cũng đúng. Như Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, số người chết rồi đã thân hoại mạng chung, đi xuống các khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất là nhiều, chỉ có rất hiếm những người sau khi thân hoại mạng chung sanh về cõi người, cõi trời. Thì cái số đông là cái số đi địa ngục, số đông là số đi xuống các khổ cảnh. Mà quý vị chạy theo cái số đông đó là quý vị biết mình đi theo con đường nào rồi. Như vậy, trả lời cho sư, mục đích của quý vị là gì? Đi theo số đông để rồi đi xuống khổ cảnh, hay là mình đi theo một con đường tách khỏi số đông để mình vượt qua khỏi khổ cảnh? Đó là quyết định của mình, không ai ép ai cả.